buổi sáng mọi người. Con đang làm gì đó Donut? Dạ con đang làm breakfast. Donut hôm nay được thử bánh waffle mới nè các bạn ơi. Bánh này á, mẹ Hằng nhìn thấy hình đã hấp dẫn rồi. Vậy mà ở trong nó còn hấp dẫn hơn nữa. Con lấy ra cho mọi người xem thử nha. Đây, nhìn giống y chang là cái bánh waffle mình tự làm vậy á các bạn. Nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi nè. Và nó rất là dày luôn, không biết là ăn nó sẽ như thế nào. Tao nên muốn ăn thử mấy cái. 4 cái. Trời ơi, muốn ăn thử 4 cái luôn á hả? Mình một hộp này có 6 cái à. Nó có ghi đằng trước nè. Vậy thì mình ăn thử 3 cái, còn 3 cái mình để dành lần sau mình ăn tiếp nha. Ok. Bỏ vô lại. Rồi con lột ra rồi mình bỏ vô máy mình hâm nóng. Bánh waffle thì mình cũng hâm bằng cái toaster này nè. Con đã mở ra rồi, bây giờ con sẽ bỏ vô toaster. Một cái nè. Ba cái có ít quá không con? Không. Rồi, gạt xuống luôn. Máy nó đang khởi động rồi các bạn. Chắc phải bật lên số 3 cho nó nóng một xíu mới được. Bánh được rồi các bạn ơi. Ừ, cẩn thận nóng nha con. Phải cái dĩa trước đi. Dĩa chén mới rửa sạch sẽ. Có một nĩ không? Đây, có một cái nĩ nhỏ nè. Sau khi nó rửa sấy xong sạch sẽ thì mình mở he he ra như thế này để cho chén nó thật là ráo với lại nó không có bị ẩm mốc ở bên trong á các bạn. Bánh đã ra lò, bây giờ mẹ Hằng bưng ra bàn xong rồi đó nó ăn thử xem có ngon không nha. Mời mọi người ăn xem. Đây là cận cảnh buổi sáng của Donut, gồm có bánh waffle, blueberry, một trái quýt và một ly sữa. Còn đây là bữa sáng của mẹ Hằng. Bát tiêu với lại bát chanh như là ăn được rồi nè. Thấy mẹ Hằng ăn phở nó rất thèm quá. Xin mấy cục xương bò ngồi ăn nè các bạn. Xương bò này béo béo ngon lắm. Ngon không con? Dạ. Nó mọi người, con mới đi ăn sáng xong. Hôm nay con sẽ làm challenge trang điểm cho 5 phút. Con sẽ trang điểm hả? Đồ trang điểm của con đâu? Dạ đây, con sẽ mở ra. Ở trong có những gì vậy đó Nít? Dạ, có một mát son môi và mát hồng. Có cọ nữa nè. Cỏ, đây là cỏ của con. Bây giờ đó nó sẽ làm gì trước? Dạ, con sẽ mở nó ra. Donut đang tập làm beauty blogger. Ok, bây giờ mẹ sẽ hẹn giờ rồi Donut bắt đầu nha. Ok. Điện thoại đâu rồi? Thầy 1, 2, 3. Donut dùng gì trước vậy? Ôi trời ơi, Donut đánh màu. Cái set đồ trang điểm này là dành cho các bé nên các bạn cứ yên tâm là Donut dùng an toàn. Này là quà từ ai vậy Donut? Dạ, từ mẹ của bé Dâu. Ồ, nếu mà bác Vân coi video này thì cảm ơn bác Vân nha. Ok. Nãy giờ Donut đã sử dụng hết 1 phút, bây giờ còn 3 phút 58 giây. Để coi thử coi với 5 phút Donut sẽ trang điểm như thế nào nha. Ồ, đang bôi môi son rồi các bạn ơi. Sao màu gì vậy? Dạ, màu tím. Ôi trời ơi, màu tím.
Xong rồi hả? Dạ. Trời ơi, challenge 5 phút mà mới có 2 phút mà là xong rồi. Mới có 1 phút rưỡi. Dạ là xong rồi, con quay ra cho các bạn coi thử con làm như thế nào nha. Con có thấy đẹp không? Yeah. Đẹp hả? Bây giờ phải challenge Donut dùng cái bộ mặt này để đi ra ngoài, đi vòng vòng shopping mall nha. Ok. Được không? Nhưng mà trời đang mưa. Còn 2 phút con có muốn chỉnh sửa thêm gì không? Bé nó đậm quá mà cứ quấn vào trong em nói hay. Trời ơi, khổ thân con gái của tôi. Bé nó có đậm quá không? Ok. Được chưa? Được. Dạ là xong đúng không? Dạ. Bấm đồng hồ stop nha. Trời ơi, chưa hết giờ nữa. Challenge 5 phút mà Donut chỉ cần 3 phút thôi là Donut làm xong rồi. Và đây là thành quả của Donut. Con có thấy đẹp không Donut? Đẹp. Đẹp, mẹ mới nghe con nói ghê quá, nhìn giống Harley Quinn quá. Mai con đi sinh nhật Gaia con để mắt vậy được không? Ủa? Mai con đi sinh nhật Gaia hả? À không, thứ sáu là 2 ngày nữa. Mẹ Hằng chụp hình cho ba Donut coi, ba Donut nói Donut giống Pikachu. Các bạn coi này giống Pikachu không? Hai cái má đỏ lè, nếu mà cái băng đô thay bằng cái tai Pikachu chắc giống Pikachu thiệt luôn á. Mắc cười quá các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ làm mì Ý sốt kem tươi và tôm. Món này rất là đơn giản luôn, nên nếu như mà các bạn có ngày lễ hoặc là ngày kỷ niệm gì đó sắp tới á, thì có thể nấu thử. Tuy là nó đơn giản nhưng mà khi mà các bạn bày ra bàn tiệc nhìn rất là trịnh trọng và lãng mạn nữa nếu như mà ăn dưới ánh nến. Để làm món này á, thì nguyên liệu cũng rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn cần tôm. Tôm này thì mình rửa sạch, lột vỏ, bỏ chỉ đen và chỉ để lại phần đuôi như thế này thôi. Tiếp theo là thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ thì mình mua loại lát dày và mình cắt hạt lựu ra như thế này. Đây là 3 lát thịt ba chỉ. Tiếp theo nữa thì mình cần 1 ít kem tươi. Bơ nhạt, bơ này là bơ không có muối nhưng mà nếu như nấu ăn các bạn dùng có muối cũng được. Nếu mà các bạn dùng bơ có muối thì trong công thức các bạn chỉ cần giảm lượng muối đi thôi là được. Tiếp theo nữa là phô mai parmesan, cái này thì để rắc lên trên mặt của mì. Còn bên đây các bạn thấy một rổ parsley luôn nhưng mà mình không có dùng hết chừng này đâu. Tí nữa mình sẽ dùng 1 ít thôi rồi băm nhỏ ra. Tiếp theo nữa là mì. Mì thì các bạn tùy chọn sợi mì mà các bạn thích. Tại vì mì Ý thì nó có rất là nhiều những cái sợi mì khác nhau. Cuối cùng là 2 nguyên liệu thuần túy lúc nào cũng đi đôi với nhau, muối và tiêu. Để làm các món pasta thì đầu tiên các bạn luộc mì trước. Rồi trong cái thời gian các bạn luộc mì thì các bạn đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Nước luộc mì thì mình sẽ cho vào một chút xíu muối, cỡ nửa muỗng cà phê thôi các bạn, để cho cái sợi mì nó đậm đà. Bây giờ đợi nước sôi mình sẽ cho mì vào. Đây là loại mì mình sẽ sử dụng hôm nay. Cái cọng của nó to giống như cọng phở các bạn, nhưng mà nó dày hơn. Đây là ở bên trong, mình chỉ luộc cỡ nửa hộp thôi. Nước sôi rồi mình sẽ bỏ mì vô luôn nha. Các bạn cứ luộc như vậy đến khi mà mì nó mềm xuống á, thì nó sẽ ngập nước hết thôi. Trong khi đó thì mình sẽ đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Parsley này thì mình cần cỡ 2 muỗng canh thôi. Nên các bạn dùng một nhúm như thế này và băm nhỏ là đủ. Các bạn cũng không cần băm nát lắm đâu, cắt nó ra như thế này là được. Giống như là mình cắt thành ngò để mình ăn bún phở. Này, chừng này chắc đủ rồi ha. Các bạn cứ luộc mì theo hướng dẫn in trên bao bì. Khi nào mà nó đủ mềm thì các bạn vớt ra. Theo hướng dẫn thì mình sẽ luộc cái mì này trong khoảng 12 phút. Tiếp theo mình sẽ phi thơm thịt xông khói. Khi xào bacon thì các bạn không có cần bỏ dầu, tại vì bản thân thịt bacon nó đã rất là mỡ rồi. Bên này mì được rồi nè các bạn, mình sẽ vớt nó ra một cái rây.
Sau khi thịt ba chỉ chuyển sang màu vàng và ra quá chừng mỡ như thế này rồi thì mình sẽ cho hành tây băm nhỏ vào. Sau khi cho hành vào thì các bạn đảo đều. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê tỏi băm nữa. Các bạn cứ đảo đều trong vòng 1 phút cho đến khi mà tỏi và hành nó mềm ra và dậy mùi thơm là được. Không có cần phải xào đến khi mà hành chuyển màu vàng luôn đâu. Trước khi cho tôm vào thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh bơ. Đợi bơ tan chảy rồi mình mới cho tôm. Mấy cái món Ý công nhận là nó béo thiệt đó các bạn ơi. Nó đã có bacon rồi còn có thêm bơ nữa. Nhưng mà không có bơ là không có ra đúng vị. Phải cho bơ vào. Các bạn sợ béo thì cho chút xíu thôi. Bây giờ mình sẽ cho hết số tôm vào nha. Sau khi cho tôm vào thì mình sẽ bắt đầu nêm nếm một chút xíu muối và tiêu. Cái thịt bacon nó mặn sẵn rồi nên các bạn cho chút xíu muối thôi cho nó đậm đà thôi nha. Còn tiêu thì các bạn cho cỡ một muỗng cà phê hoặc là nửa muỗng cà phê thôi. Hello các bạn. Các bạn đợi khoảng 1 phút rồi chở mặt tôm. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước cốt chanh nữa. Chanh nó sẽ làm cho tôm dậy mùi thơm hơn. Ăn chua chua rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chở mặt tôm nha. Các bạn thấy nó đỏ như thế này là nó chín rồi nè. Chở mặt một lần nữa, nấu thêm 2 phút là nó chín. Sau khi tôm chín thì mình sẽ cho vào đây một ít nấm. Nấm thì các bạn cũng băm nhỏ ra như thế này nha. Cái này thì tùy sở thích thôi, nếu như mà không thích ăn nấm thì các bạn khỏi cho vô cũng được. Nhưng mà sẵn nhà mình đang có nấm nên mình lấy mình cho vô luôn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh kem tươi. Trộn đều lên. Đợi cái hỗn hợp này sôi lên rồi mình sẽ cho parsley vào. Nếu như mà các bạn không thích ăn tôm thì có thể chiên áp chảo cá hồi rồi làm giống như vậy rồi bỏ cá hồi lên. Còn nếu như mà các bạn thích ăn thịt thì làm steak xong rồi làm nước sốt như thế này rồi ăn với mì. Mình mới nếm thử ngon lắm các bạn ơi. Mình sẽ cho thêm một chút tiêu. Cuối cùng mình sẽ cho hết lá parsley vào. Trộn đều. Màu xanh làm cho cái nước sốt này lại càng hấp dẫn hơn nữa. Bây giờ mình sẽ cho hết số mì lúc nãy mới luộc vào. Sau khi cho mì vào thì các bạn đảo đều là có thể dọn ra dĩa ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ cho mì ra dĩa bày biện lên cho các bạn xem nha. Mì nếu như mà các bạn ăn không thôi đã ngon rồi, nhưng mà nếu mà các bạn thích béo hơn nữa thì rắc lên một chút parmesan. Vậy là xong. Mời các bạn ăn mì Ý sốt kem nấm và tôm tươi. How do you say Happy New Year in English? Buon anno. Buon anno.